nay sẵn có Trân nè, con muốn là ngoại đi với Trân. Đi à, Ừ, chứ đi nếu mà không đi thì bữa khác là có con với ngoại không à. đi, dạ đi đi, Đi đi ha. Mà đi khỏe không đó nha. đi thì cũng khỏe. Ừ. Bây giờ Giờ thì tắm ha. ông mới tắm rồi, Vậy không mấy thay đồ nha, bỏ đôi vớ rồi đi. thay cái áo M mới, hai áo mới, rồi bỏ đôi vớ mang dép vô đi thay nha. cái áo mới với cái quần. Rồi thôi con ra ngoài nha, rồi đi nha. Rồi. Đi ăn cua ghẹ ốc hết ha. Rồi. Thay đồ lẹ nha ngoại. Thay lẹ, Rồi rồi rồi. có giờ khoảng đủ rồi. Rồi thay ngoại thay đồ đi, con xin phép ra ngoài rồi bà cháu mình đi ha. Trời ơi, coi rủ đi ăn nhậu nè. Đây nè, áo nè, áo này quần nọ nè. Rồi dép nữa nè, đó chiếc đông chiếc tây nè. Trời ơi. Để Hú hồn chưa? bị khóa cửa rồi khó cái kiếm mà. Rồi, chỉ có bà Đặng mới dám chơi cái kiểu cái model này thôi à. Thôi kệ, để đại luôn ha. Quần Không của có ông Tư con hả? lọc, Phải không? không có con lọc, có con nhỏ, có con lọc của ổng dài lắm, bự lắm. Mà phải không? Con lọc mua cho nó mấy bộ. Trời ơi. Cái lưng chắc ăn không? Cái lưng chắc ăn lắm. Đi dọc đường nó làm cái tuột út nữa là chết bà luôn á. Có. Trời ơi, coi kìa, có tướng đứng bà ơi. Hú hồn, hú vía quá chưa. Bà Đặng có tướng nè. Bà Đặng tướng độc phải chứ. Mấy con ơi, gửi ai cái kiếm tôi nào dùng nãy tôi đi ăn chút nha. Tôi ăn quán chút tôi về nha. Đi đi cũng nhờ người coi nhà nó kìa, ghê quá chứ. Rồi về đây nè, con đây nè. Tôi chắc con hả? Đây nè ngoại ơi, lên ngoại ơi. Rồi leo lên nha. Làm đấu con tôi còn mạnh lắm là để tôi làm. Ừ, còn mạnh lắm hả? Bị giải vậy giá trời thật. Rồi. Được rồi. Được rồi. Phóng lên xe rồi. Trời ơi, xích vô. Xích vô nữa. Trời ơi, có ngại gì nhỏ. À, nón hả? Trên xe anh. Rồi. Có rồi. Này. Rồi đi. Đó, hôm nay đi thì có vợ chồng của anh chị Hạnh luôn. Rồi đi anh chị ơi. Dạ. Sức 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 nhiều gió. Anh ta đóng gió bệnh dịch đó thì phòng gió này bộ bệnh dịch ta ngoài gió bị không, gì vậy, vậy Trân nói đúng rồi, Trân nói là người ta ra được mà lần đi cấy đồ hừng đông lại sức dầu tráng đồ này kia nọ không có bị nhiễm độc. Vậy là sao? Thôi ngoại chơi độc hơn người ta rồi, người ta ra đường tôi sức dầu thơm, ngoại sức dầu gió. Phải sức dầu nhà là lắm ghen. Còn dầu không? Còn. Bữa cái chai con cho còn không? Mới khui ra nè, mới khui ra à. Ok. Rồi thì đi kiếm hải sản ăn ha. Cũng Ok luôn. ăn. Dạ. Ở đây kiếm quán hải sản nào ngon ngon đãi ngoại bữa rồi. Quán bên Hải Sơn hôm nay nè. Ngoại biết luôn hả? Đi lại nó hoài, đứng anh ta nói bà ơi, không có nào cho bà ăn được á. Cái này bán không à. Đó đó. Hôm nay đi thì có anh chị vợ chồng của chị Hạnh luôn. Mày đi chung với ngoại luôn. Mà hôm nay đi là ăn thôi chứ không có nhậu. Làm con nuôi người ta được rồi. Bữa này bế xế rồi. Ngoại ơi, đâu là ngoại? Hả? Đâu rồi? Đây nè. Quán đâu? Chưa. Có quán chưa mà còn nữa mới dạp.
không, cái này hải sản đồng quê mà lại gì chốt đi dưới nữa ha. Con cua con sò con ốc bò đó đúng rồi. Đã già rồi, gần tới rồi, gần luôn rồi ha. Gần rồi đó. Sao mà nãy con đi con thấy gần lắm, bây giờ ra đây xa dữ người ta. Dám có quán đèn này lắm rồi nha. Quán đèn đó đó. Rồi rồi, vậy là đúng rồi, quán xưa phục vụ các món ốc hải sản. Trời ơi ngoại hả, đây này, đây này, đây này, đây này. Ở đây phải không anh chị Hạnh? Rồi ok rồi đó, bây giờ có chỗ nè phục vụ quán xưa đây đó, có quán thấy cũng trang trí đẹp, để dẫn ngoại vô đây ăn luôn. Rồi dẫn xe mạnh nha. Rồi xuống rồi, rồi xuống đi vô dưới chân đi, đưa nón nè, đi 5 người dọn bàn lên đi. Anh nói vậy để tao chọc ta kìa. Bạn nào em? Đi vô ngoài, đi vô lại đó. Rồi, vậy ngồi đây luôn ha. Vậy là ngoại ngồi góc đó đi, cho anh ngồi ở đây nè, cho nó dễ nè. Rồi. Rồi đi chợ đi ngoại. Ngoại đi chợ nha. Muốn ăn cái gì kêu. Cua hay ghẹ? Hả? Ăn ghẹ hay cua? Cua ăn ghẹ hả? Ừ, muốn ăn nào? Con ốc đi dễ ăn. Trời đất ơi trời. Không tay hả? Không tay không biết ăn đâu. Bây giờ nè sầu huyết. Con sò để rồi, ăn con cho sò một dĩa sầu huyết. Hả? Gan me đi. Ừ. Rồi giờ sầu huyết rồi ăn sò đẹp không? Sò đẹp nó ngon lắm á. Con sò đẹp có nó bự hả? Không, có con nó nhỏ xíu à. Ừ. Rồi cho một dĩa sò đẹp luôn đi. Uống bia ha. Sò đẹp mới anh. Uống bia hay là uống nước ngọt hay là uống rượu? Không uống bia. Chứ uống gì? Uống trà đường. Trời đất ơi trời. Hôm nay có trà đường đâu mà kêu trà đường. Ừ. Không có trà đường hả? Dạ mình có nước ngọt là Coca, bể úp, Pepsi. Bia, ừ. Bia ha. Ừ. Ở đây có nấu cháo hào không? Dạ cháo hào. Ừ. Dạ. Ừ, nấu anh một phần cháo hào đi. Hào mình nấu với hào đá hay hào sữa? Hào sữa. Hả? Chuyện hào đá thì anh nước. Dạ con cháo hào để em hỏi bếp rồi. Ừ, hỏi giùm anh đi ha. Rồi đi chợ tiếp đi. Em cho chị ra trước cái mày đi. Đóng gì anh chị uống gì? Anh chị uống cái gì uống đi. Để uống đi ha. Vậy thôi giờ nước ngọt đi ha. Rồi 5 chai nước ngọt đi. Dạ, mình uống Coca, Pepsi đi nè. Uống xịt kem đỏ hả? Anh hả? Xịt kem đây. Kệ đi, lỡ nước ngọt lo không sao đâu. À, xịt tin hả? Xịt tin chai đỏ. Ừ, ngủ dữ trời. Chị uống gì? Xịt hết đi. Xịt tin hết luôn ha. Xịt luôn nha. Hay là gì? Hay là chị uống Pepsi Coca. Uống bia. Rồi, Pepsi đi, mà có gì chị hai nè. Nè, em uống gì? Dạ. Em uống gì? Em nói là nước ngọt với nước gì? Dạ, mình có cua
trà đá được không? Trà đường đây. Đó bà ngoại chị tên nè, chị anh chị tên nè, gọi đây Pepsi. Vậy là hai Pepsi, hai chị tên. Em cái gì? Trà đá. Rồi giờ thôi chơi cái trà đá luôn. Uống một cốc đi. Uống một cốc ngọt la chua chua, ngọt ngọt thơm thơm. À, em uống nước ngọt chứ em bị mất bụng hả? Ừ. Cái gì? Năm người sắp có bốn hộp mà. Rồi. Năm người là có bốn hộp à. Tại nhỏ là uống trà đá mà. Trà đá không có được phục vụ. Uống con này đi. Nhưng mà tại con uống trà đá. Uống này đi. Ồ, nhường cho em nữa kìa không? Lo năm người mà có bốn hộp mà lo sao không thấy ngoại ngoại tụng nha, tụng ha, mình đề ba trước cái đây vô vô ê quá vô rồi đeo khẩu trang ngoài sao uống gỡ ra đi để dơ gỡ ra đi bỏ túi đây để vô cái nón á. Bữa nay nè uống nước ngọt mới có cảm giác nè chứ giờ cái miệng nó là nhách rồi. Ừ. Ngồi đợi xíu nha ngoại. Giờ người ta đi chợ, người ta đánh bắt hải sản xong rồi người ta về người ta mới làm cho mình đó. Ừ, chồng đi chợ mới có hả? Dạ. Đợi không? Đâu có nhà bán hải sản tươi kế gần đây nè. Trời ơi, ơi nó nổ vừa thôi nguyên cái tủ đó kìa. Đó, đó nguyên cái tủ đó thôi. Ừ. Chút xíu tới ngoại ơi. Tới rồi kìa, hình như tới mình rồi. Tới rồi, tới rồi. Trời ơi, cái dĩa bé bé xinh xinh như trời, cái này chắc kêu nhiều luôn á. Này lùa người hai con hết mẹ rồi. Rồi đi chợ tiếp nữa em ơi. Ừ. Ăn vậy mà ăn nhiều món đi. Nó làm gì đây mình ăn nhiều món hơn. Ừ. Đúng rồi. Rồi gấp cho ngoại nha em. Rồi vô cái này có bộ ngon quá. Mấy ngày nay không dám ăn uống gì. Chết ngoại đâu ngoại. Nè để chết qua nè giờ đi nước sắp qua. Ghế hả? Gì vậy? Để ba này. À. Để em kêu cho anh cái ghế để anh để đồ á. Ngoại, ngoại ơi, dùng tay đi ngoại ơi. Cốc tay đi. Đang sầu huyết là phải dùng tay đi. Con này chưa hở ra hả? Chưa. Thứ nhất ha, mình đưa vô mình ngậm xong cái mình. Cái bụng. Trời ơi. Nóng không? Nóng mà giờ cũng gì. Cắn vô miệng nghe, lấy cái răng cắn nó mới ra. Có răng không? Ngay trong ảnh nó mới ra bung ra. Nhà cho nó bể cái vỏ của sầu huyết luôn nha. Mới lấy được cái miếng thịt đó nè. Trời ơi, đừng có giỡn với bà Đặng nha. Bà Đặng là trên từng cây số rồi đó. Không có cái thứ cũng biết ăn hay xà lông xà cò. Ủa mới liếm hả giờ? Liếm rồi đó hả? Ừ. Liếm chưa? Chưa. Có liếm không? À, chưa. Chưa. À. Thốc lượng luôn đấy. Ngậm vô luôn. Ngậm vô ha. Ngậm vô luôn. Nút một cái chục nha. Nãy trơn cũng đi 4-5 món rồi. Ủa em. Cái này mình dục đại dưới hả? Dạ chị. Không có cái sọt. Để thấy trẻ thăm bàn mà. Thôi giờ để dừng để ăn chút xíu rồi gửi hình ảnh cho cô chú anh chị xem nữa nha. À, tâm tích là con khó sống nhất. Ừ. Rồi. Rồi mà tuột với ấy á thì nó khó sống lắm đó nha. Hả? Cho nó Nha Trang hả? Tôm càng chứ tôm mít gì trời.
Cơm càng xanh. Tôm hầm. Ừ, tôm hầm á. Tôm hầm á. Bởi vì Nha Trang làm gì có tôm cà xanh không? Bữa ra mấy bạn đợi. Tôm hầm nó ngoài biển nó như vậy là mình nó xong. Dạ. Ừ. Trời ơi. Nó đã. À. Ngoại ơi, có chừng cái cây kìa ngoại. Không phải, con nói cái cây á, con chừng cái chĩa á, nó đâm hổng á. Nha, cầm ngang ra đi. Cầm ngang ra đi, ờ đúng rồi. Cầm đi đi ngoại. Ăn ngon không? Bữa nay là ngoại ăn hải sản hơi nhiều rồi ha. Từ đó giờ á, có ai dẫn ngoại đi ăn không? Không, có dẫn mà cũng tao tía thôi, tao cháo bún rồi vậy. Dạ, mà từ đó từ bạn được lần nào như vậy. Từ đó giờ tưởng là mỗi lần này là duy nhất. Dạ hả? Rồi từ đó giờ á, ngoại có bỏ tiền túi đi ăn chỗ này không? Không. Từ trẻ luôn hay là sao? Từ trẻ giờ chưa ăn luôn. Mà thấy người ta ăn vậy đó, ngoại thèm không? Quá à, con trẻ anh này anh xinh quá, anh dẫn đi ăn chưa bằng cái gì à, thịt bò nướng ngói à, là thời mà người ta thương ngoại, người ta dẫn ngoại đi ăn á ha. Ừ. Lúc đó là ông nào? Anh nói qua đời rồi à, chứ không phải ông Đặng ha. Không, không phải ông Tư luôn. Cái anh đó bạn à, thời mà ngoại còn trẻ còn tươi còn đẹp á ha. Ừ. Trời nhớ luôn trời, nói hồi đó có ông nào để ý á, dẫn đi ăn bò nướng ngói nữa chứ. Mà lúc đó ông có ông dẫn đi ăn xong rồi, có lì xì tiền mà xài không? Không. Còn bây giờ không lì xì tiền xài. Bị ngày nào cũng có tiền ha. Mà dẫn đi ngày nào cũng có tháng có tiền ha. Trời ơi trời, trời bởi ba ăn có miếng tôm thôi mà nó nhai thấy thương như trời. Dạ, dai không ngoại? Ngoại dai không? Còn dai không? Hả? Dai hả? Dai nó ngọt mà nó dai mà cũng được mềm. Đúng rồi, không mà hải sản ở đây ra bán gì là ngon á. Vừa ăn mới đầu vô là ăn sò huyết nè. Rồi ăn sò điệp nè. Rồi ăn tôm nè. Mì xào hải sản nữa nè. Rồi cơm chiên tỏi nữa nè. Chuẩn bị tới cái món là mực trứng xào lăn bột chiên. Em, hình như còn mực trứng lăn bột phải không? Còn gì nữa? Mực trứng nữa. Món mực trứng ngon lắm á. Mình phải giỡn với mày cho hết đi đây. Cái này bỏ cù lại uổng quá. Nó rồi. Ừ. Thôi còn ăn gì đổi nữa mà ăn trời. Đem dọn quá mà đem về coi kìa, mất tiền. Ủa, trời. Thôi được rồi, tại vì ngoại còn cơm mà. Mình tự giác nữa ha. Mình tự giác, mình tự hiểu. Trời. Mà mốt người ta nhắc đời hoài cái bà đó. Đi ăn quán, ăn nhà hàng, bà cút bên em về. Ngoại không đem, con đem. Nó nói chứ ngoại ơi, bình thường không có gì chứ ngoại. Đó là bây giờ nó bình thường vậy thôi. Ừ. Con ăn là một sinh hợp. Con đem về cho con đô la nhà con. Bình thường không có gì chứ. Trời ơi, mấy con chó của ngoại đó đưa vô dân nhà giàu không bao giờ. Trời ơi, nó giờ nó nhìn đã lắm. Rồi, bật trứng luôn. Đó, tới. Cho thêm chén nữa đi. Rồi, đời ba tiếp. Cái miệng còn đang nhai kìa. Sẵn khỏi đời ba lại bất công. Nãy giờ để lần này không mà khúc kia không có sót qua khúc dưới đây cho mấy người dưới đây á. Thôi để đi. Thôi để mấy tay ai cũng vậy chân á, để đi mà. Đẩy giờ đẩy cái bộ bên đây à. Ừ. Ừ. Rồi, cảm ơn em. Cái con này con gì ra cái con gì? Mực trứng. Mực trứng á, ăn ngon cực kỳ luôn á. Cái này chắc ngoại chưa ăn quá.
chưa? Ở trong nó có trứng, trong có trứng luôn á nha. Ở trong có trứng mà quá ha. Dạ. Nó nóng nha. Từ từ nha, để nóng dữ lắm luôn á. Từ từ. Từ từ nha. Nó nóng quá rồi. Nóng quá. Từ từ mọi ơi. Chứ bữa nay mà đi ăn hải sản không đúng một chữ cái răng đi. Ừ, trời ơi trời. Còn cái làm giống à. Nóng hay rồi hay không? Bài ngút hay không? Nóng để chứng người ha. Dạ đúng rồi, nóng quá trời nóng kìa. Hãy đừng có đau bao tử uống mà. Uống một lon bia, một lon bột cộng cộng vô uống đỡ lắm. Trời ơi. Mà bị đau tử mà không dám uống. Kia bột cộng cộng vô uống đỡ lắm. Rồi. Quá dữ rồi, biết uống dữ rồi trời. Làm cho ông Tư uống đó, ông thèm là phải ra rám kiếm cho ông uống đó. Cái mì này cho đô la hả? Rồi, khóa dữ à. Thấy không, ăn xong rồi Phong xin hợp về nè. Về cho đô la, đô la là... Đố quý vị biết là gì á. Chó của nhà Phong á, chó mặt sệ. Đi cái này bỏ nhỏ nhà mình nữa kìa. Trời ăn được ở mày. Ngon lắm á. Rau. Bánh rau rồi trái cây vừa quất láng chừng. Mình tập nó từ nhỏ thôi. Không tập thì nó cũng khó ăn, cũng kén ăn lắm mà tới hồi mà ăn được rồi hả là thôi. Không kịp cho ảnh luôn á. Nó giống đó hả, nó mập bề ngang nó sợ rồi. Nó chỉ dài, nó dài. Nó không có dài không? Nó lùng thủng nè, nó bè bề ngang đây thôi. Có nhiều đó hoài á. Gọi nói bự là mấy con chó mà cái mặt mà mặt cũng có mặt sệ ha, mọi cái thứ đó nó cắn người là cắn chết bà luôn á. Nó giống nó mới bự. Nó lai mặt đại rồi trên nó lai cái gì tưởng gì nữa. À đúng rồi. Chỉ mà nó hiện khó ha. Cái móng cuốn nó bằng chân á thì con chó mặt đại. Ừ. Cái mầm nó dài thì lập trưởng. Ừ. Cái mặt nó con chó gì mà lỗi nó là chó đu á. À. Cao nhiều á. Bé. Nó lai cuốn ra ba chấm. Đây à. Đúng có tình không? Kêu nó cuối là tắm xuống cuối ngày trừ. Con nó mở. Ủa cái này gì vậy? À, sầu huyết ha. Con nó cái chiều cuối là nằm cuối á. Vậy là ngoan. Kêu răng mềm. Ngoại. Ngoại ơi. Ăn lẹ lên đi. Cái nào mà đem ra còn nóng á, cứ việc ăn. Nó nguội nó không có ngon đâu. Con khoái ăn nóng à. Vừa nói ra đây. Nói rằng mẹ chứ không phải rằng nước. Ngoại muốn ăn thêm gì nữa không? Ăn ngon ngán luôn rồi đó. Nói chung ngoại về rồi con không dám ép ngoại đâu. Ăn về vừa bụng rồi. Trời ơi nhảy con nó không ra luôn hả? Thôi để con lấy kéo nha. Nhảy nổi không? Trời ơi trời ơi trời ơi. Trời ơi. Để con lấy kéo nha. Thôi lấy tài xé đi. Lấy tài xé đi ngoại. Tội nghiệp dữ trời ơi nhai mà không có răng. Xé ngang á. Xé ngang. Xé ngang. Xé ngang. Xé ngang. Ôi trời. Em có kéo con cho mọi người kéo không? Cho anh mượn kéo anh gấp nè. Anh gấp mấy con à? Được là lại bán bộ này cái người mất cỡ đó. Không phải con gấp mấy cái chưa nè. Để cho ngoại ăn. Cái vàng nó ngon quá ha. Trời ơi. Cái này cái trứng đậu xanh đồ. Trứng đó nó đậu đâu đậu. Vậy hả? Trứng của mực luôn á. Ôm vô luôn, ôm vô luôn. Ừ. Ngon quá ngon. Còn quá ngon. Bữa nay ăn đã lắm rồi nha.
quá đã. Ăn không đủ tư cách ăn gì bốc hố quá. Mắc cỡ mấy cái bàn kia người ta dồn qua. Gấp nữa hả? Không có mắc cỡ. Đó quý vị ơi, bữa nay Phong cũng nhớ. Rồi em cắt luôn đi, em cắt hai miếng rồi ơi, cắt hai miếng luôn đi. Ăn ngắn rồi, ăn nhà lâu quá hả? Bởi vậy cắt nhỏ ra cho ngoài con nữa nè, một con nữa thôi. Đấy, cắt nhỏ ra đây. Trời ơi, thấy bả nhai cái con kia mà bả nhai thấy tội nghiệp quá trời rồi. Trời ơi, đứt sao mà đứt được. Trời ơi, ta nhờ nguyên cái hàng tiền đạo để đẩy đi, mới còn có một hai cái sao mà đứt nữa. Rồi nè nha, cái con này thôi á là ít nhất cũng 5 phút nhai nè. Nhai nổi không? Nhai rồi rồi giặt rồi nuốt. Còn mấy giảng rồi đi con nhai tiếp cho rồi. Cảm ơn để cho đồ ăn. Bà mệt, ngoại mà nhả ra cái con cũng ối luôn. Nhả ra mà bụng bự vô không? Vô không nè, chú không nhai giùm tôi. Nó cười, nó giả cười chết luôn. Nổi hết luôn. Con phải nói người ta là vâng, anh coi cái này đừng có ăn cơm, trong lúc ăn cơm là đừng có coi. Ăn dưa chua đi. Anh chị Út còn trên đó không anh? Anh quay rồi. Ở là chính này vàng ta đóng cửa ha. Không, quán còn đông mà. Ừ. Ngoại có việc ngoại nhai đây. Nghe họ hết kịp rồi. Có thằng nặng con ơi, con đi, cậu chưa ăn con ơi. À, đó nè, ngoại cứ việc ăn đi, rồi bên đây người ta cũng có nó ăn rồi nè. Ăn đâu có hết, ăn không chịu. Ăn đi. Một con một cái giày chưa giật nữa. Vô chét ngoại rồi, lòng ngoại ăn. Ừ. À mà mực trứng ở đây nó làm dai ngon cái sợ trời. Ngon. Chỗ này em thấy là đồ ăn ngon nè. Được. Quán này là quán xưa. Quán xưa. Ừ. Bữa nay dẫn ngoại vô quán xưa. Gần chỗ ngoại luôn nha quý vị. Rồi tính tiền ơi. Cái con đó là trân mới vừa rồi cắt ra ngoài đó. Cắt nhỏ luôn á, dễ nhai lắm. Đó nhỏ nhỏ dễ nhai. Trời ơi, con ăn con này con phải nhai kỹ nè, huống chi ngoại. Nhai nổi không? Nổi. Nhai nhiều rồi. Nhai rồi tối nãy hả? Hằng nãy dẫn tao ăn về tao đau hả? Đau cái miệng à. Ờ, mỏi miệng quá à. Cấp nước tương vô cho nó vừa ăn. Nè, chấm này đâu mà. Đúng rồi. Nếu mà ấy hơi lạc ha. Mấy chấm xíu muội kìa. Cay. Xíu muội cay hả? Ngon quá ngon. Ngại giờ mới biết nè. Được không? Ăn mà sức to quá. Quá đã luôn rồi. 82 tuổi mới biết vô quán gì. Tám mấy gì bà? Hả? 82. 82 hoài. Mà năm rồi cũng 82, năm nay cũng 82. Coi năm cũng 82 rồi. Con đón đó nha, là ngoại cỡ 85. Không muốn già, nó tắm hai hoài. Nhỏ hơn tuổi mẹ chị 2 tuổi. Nãy chị kêu sầu biết ăn me mà làm lộn sầu biết ăn. Đây. À. Cái
quán này là quán xưa nha quý vị, ở khóm 2 Lai Dung đây. Thì nước ngọt rồi đủ thứ trơn nè, quá trời luôn nè, mà có 550 à. Trời ơi, 5 người đi ăn mà dảnh bụng luôn mà có 550 quý vị ơi. Quá trời rẻ luôn nè. Quá rẻ luôn. Quá đã luôn. Không, mà ăn đã luôn mà có 550 à. Ăn rồi. Rồi thôi ngoại. Ngoại ơi. Chào khán giả đi ngoại. Bây giờ mấy chị nào không ăn nữa đem về cho con bé đi. À, không phải con bé mà con chó. Ơi. Con bé. Rồi để con gắp vô. Rồi ngoại chào khán giả đi ngoại. Ngoại. Dạ. Chào khán giả đi. Chào quý vị khán giả. À, giờ tôi về. Trong nước mình nữa thấy ăn ngon quá rồi. Xin chào cô chú. Ăn đã cái miệng luôn. Ăn đã luôn cái miệng rồi. 80 mấy tuổi đầu mới được vô quán rồi ăn đầy đủ như vậy. Vậy là lần đầu tiên ăn luôn ha. Lần đầu tiên ăn ngon quá. À, vậy bữa nào rảnh rảnh con dẫn đi ăn nữa ha. Hiểu không? Ăn thì nó hơi dai, hơi khó ăn quá, ăn mềm mềm á. Ăn củ tiếu đồ, bánh canh đồ đó nó mềm mềm ăn. Không, tại á, mấy cái món mà nó tươi á thì nó mới dai. Con chiên mì xào đấy là ngon nhất nè. Con chiên với mì xào tuyệt vời luôn á. Món ăn không dụng quá. Như nãy sò huyết ăn ngon không? Sò huyết ăn ngon. Rồi sò đẹp ăn ngon không? Sò đẹp ăn ngon. Tôm ăn ngon không? Tôm ăn ngon, mấy cục này ăn không nổi. Dai quá hả? À, vậy là mấy cái cục mực trứng á thì nó còn tươi quá đó, nó dai, nó dai quá ngoại nhà không nổi. Thôi đem về cho đô la luôn đi. Rồi vậy thôi mình về hả ngoại ha. Phong cũng kết thúc clip nha quý vị. Hãy đăng ký kênh theo dõi những video mới nhất của Phong.